Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh người giảng lão pháp sư Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore thời gian năm 2001 tập 59 học Phật nhất định phải hiểu rõ phật là gì nếu như đối với ý nghĩa chân thật của phật không hiểu rõ thì sự học tập của chúng ta đến cuối cùng đều là trống không từ xưa đến nay Người phát tâm học Phật không ít Nhưng mà người thật sự có thành tựu không nhiều Nguyên nhân là gì? Là không biết Phật là gì Phật ở trong kinh luận Nói với chúng ta rất rõ ràng Phật là tự tánh của bản thân chúng ta Ở trong kinh luận nói Tự tánh của mỗi người Tự tánh của bản thân chúng ta Từ đó cho thấy Thích mâu Ni Phật Năm xưa còn tại thế Tất cả kinh mà Trong 49 năm đã nói Có phải là của Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Là không phải nếu như là của Thích Ca Phật Thì chúng ta học theo Ngài rồi Cái mà Ngài 49 năm nói ra là gì vậy? Là tự tánh của bản thân chúng ta Cho nên học Phật gọi là nội học Đạo lý là ở chỗ này Nếu như cầu Pháp ngoài tâm Đó gọi là ngoại đạo Chúng ta cho rằng Phật Pháp là của Thích Ca Ni Phật Vì sau khi chúng ta học thành rồi Là ngoại đạo Cái nhận biết này là Mấu chốt Chúng ta không phải học theo người khác Chúng ta là hướng vào trong tự tánh mà học đây là chỗ di đại nhất giáo dục của Phật Đà. Không những Thích Ca Ni Phật như vậy mà Khổng Tử Mạnh Tử cũng như vậy. Học thuyết của nhà Nho hiện nay lưu truyền phổ biến nhất là tứ thư đại học trung dung luận ngữ mạnh tử có phải là tư tưởng của khổng tử không có phải là tư tưởng của mạnh tử không không phải cũng là tự tánh là trí tuệ đức năng vốn có trong tự tánh của mỗi người chúng ta phải có cái nhận thức này sau đó chúng ta mới thật sự có thể có sở đắc sở đắc là gì vậy minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ chúng ta được là cái này Sau khi ngộ nhập rồi, mới thật sự sáng tỏ hư không pháp giới, tất cả chúng sanh cùng chính mình là một thể. Ở trong Phật pháp, kinh có đủ tính đại biểu nhất là kinh Hoa Nghiêm. Gọi nó là pháp luân căn bản của Phật pháp cái có đủ tính đại biểu nhất của nho gia là tứ thư tứ thư là do người đời sau hội tập triều tống chu phu tử chu hy hội tập ông hội tập rất tốt ở trong quyển sách này có lý luận có phương pháp còn kèm thêm biểu diễn cái cách thức đó là giống hệt như kinh hoa nghiêm cho nên sau khi tôi xem xong tôi phỏng đoán cảm hứng của chu phu tử nhất định là có được từ kinh hoa nghiêm kinh hoa nghiêm có lý luận có phương pháp có biểu diễn ở trong tứ thư trung dung là lý luận đại học là phương pháp luận ngữ là sự biểu diễn của khổng lão phu tử cũng chính là nói đem đạo lý của trung dung phương pháp của đại học thực tiễn vào đời sống đối nhân xử thế tiếp vật của mình làm ra cho chúng ta thấy khổng lão phu tử làm được rồi mạnh phu tử cũng làm được rồi khổng phu tử làm viên mãn mạnh phu tử làm chưa được viên mãn thống tử là thánh, mạnh tử là hiền. Một người là Phật đà, một người là Bồ tát. Đó là tánh đức của chúng ta. Là trí tuệ, đức năng vốn có của tự tánh. Giới hoa nghiêm thật sự là không hai không khác. Chu phu tử tiếp xúc qua Phật giáo Đã hạ công phu Ở trong kinh điển Cho nên Ở trong tưởng tượng của tôi Ông biên tập tứ thư Rất có thể là có được Sự gợi ý từ trong kinh hoa nghiêm khổng mạnh dạy người Chúng ta có thể xem ngài là Phật Bồ Tát Tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc Của ngài là câu nói Minh Đức Thân dân chỉ ư chí thiện Đại học vừa mở đầu đại học chi đạo tại minh minh đức tại thân dân tại chỉ ư chí thiện đây là tổng cương lĩnh của toàn bộ nho học muôn ngàn ngôn ngữ đều không thể ra rời cái nguyên tắc này Tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc Dạy học của Phật Cái mà trong kinh luận gọi là A nậu đa la tam miệu tam bồ đề Đây là tổng cương lĩnh Ý nghĩa của câu nói này là Hoàn toàn tương đồng Với minh đức thân dân chỉ ư chí thiện Cách nói khác nhau Nhưng ý nghĩa chỉ là một A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Dịch thành tiếng Trung Quốc là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác các vị thử nghĩ thật kỹ nó có gì không giống như minh đức thân dân chỉ ư chí thiện ở trong đại học đều là từ trong tánh đức viên mãn lưu xuất ra chúng ta hiểu được cái cương lĩnh cái nguyên tắc này sau đó mới có thể thật sự sáng tỏ việc học tập của nho phật là vĩnh viễn không có ngừng nghỉ vĩnh viễn không có gián đoạn vô lượng kiếp đến nay và vô lượng kiếp vậy sao đời đời kiếp kiếp đều đang học tập học tập không có ngừng nghỉ học tập không có gián đoạn đã thành Phật đã làm đại thánh nhân rồi vẫn là đang học tập Tại sao vậy? Giáo hóa tất cả chúng sanh. Tự mình làm gương mẫu. Là một tấm gương về học tập. Cái đạo lý này chúng ta phải biết. Cho nên người làm cha mẹ hằng ngày đang học tập làm cho con cái thấy để con cái dựa theo hình ảnh này mà học thầy cô cũng hằng ngày đang học tập làm nên hình ảnh này cho học sinh thấy không chỉ như vậy bất kể ở ngành nghề nào bất kể ở thân phận nào cùng một đạo lý thủ lĩnh hàng ngày đang học tập làm cho cấp dưới của họ thấy Ông chủ hằng ngày đang học tập Làm cho nhân viên của họ thấy Thầy trò thúc đẩy nhau phát triển Vậy mới có thể thành tựu viên mãn công đức Từ đó cho thấy Việc học tập này xưa nay chưa từng lơi lỏng Ngày nay xã hội tại sao loạn động Dù quên mất cái đạo lý này rồi Cho nên Cha mẹ Không biết dạy con cái Thầy cô Không biết dạy học sinh Ông chủ không biết vậy nhân viên quán trách lẫn nhau trên dưới bất hòa đây là căn nguyên của loạn động xã hội pháp thế xuất thế gian quy kết đến cuối cùng chính là học tập học học nữa học bãi học không xong học đời đời kiếp kiếp không học sao có thể thành tựu huống chi chúng ta ở địa vị phạm phu tập khí phiền não chưa có đoạn được tí nào không học làm sao có thể đem cảnh giới của mình nâng cao lên trên nhà phật nói mười pháp giới chính là mười cấp bậc tuy chúng ta hiện nay ở cõi người đại sư thiên thai giảng pháp hoa ngày đêm mười đường mở rộng thành một trăm đường ở trong mỗi một đường lại có mười đường bách giới thiên như cái này nói hay ở trong cõi người có cõi phật phật trong cõi người bồ tát trong cõi người thanh văn duyên giác trong cõi người trở xuống thì có ba đường ác trong cõi người chúng ta tự mình bình tĩnh soi lại chúng ta ở trong cõi người mười pháp giới là ở giới nào cái này phải có tâm cảnh giác thế tôn ở trong kinh luận đem nhân tố đứng đầu quan trọng nhất của thập pháp giới nói ra với chúng ta trông hoa nghiêm nói rất hay ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo Đã, lại nói cho tạo chúng tạo ta tạo biết thập pháp giới y chánh trang nghiêm duy tâm sở hiện duy thức sở biến cái đạo đúng lý đúng. này chúng ta phải thể hội cho được đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh từ đó cho thấy Có thể chứng minh Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tất cả Pháp là do tâm tưởng của mình biến hiện ra Tuyệt không liên quan gì với người khác Quán trời trách người Đó là bạn tự mình tạo tội nghiệp Bản thân bạn bị đọa lạc Bởi vì không liên quan gì với người khác Kiết hung hỏa phước Giàu nghèo quý tiền Đều do tự mình tạo nên Là quả báo mà mình khởi tâm động niệm biến hiện ra Biến hiện cảnh giới chính là quả báo phật nói với chúng ta pháp giới phật là tâm bình đẳng hiện đây là nhất chân pháp giới Cho nên chúng ta đệ tử Phật cúng Phật Tôi thường nói Điều quan trọng nhất là cúng một ly nước Nước đại biểu điều gì vậy? Bình đẳng Thanh tịnh bình đẳng Khiến chúng ta nhìn thấy ly nước này liền nghĩ đến Tôi đối nhân sự thế tiếp vật Phải dùng tâm thanh tịnh Phải dùng tâm bình đẳng Cái tâm này là Thuần chân Không vọng cái tâm này là chân tâm cái tâm này là tâm phật không phải phật khác là phật tự tánh dùng tâm bình đẳng tâm lục độ là bồ tát tâm tứ đế là thanh văn tâm nhân duyên là duyên giác Thập thiện Tâm tứ vô lượng Là chư thiên Tâm ngũ giới thập thiện Là cõi người Trở xuống Tham lam Là ngạ quỷ Sơn hận Là địa ngục Ngu si là xuất sanh Ở trong ngũ giới thập thiện Nếu không buông xả Cống cao ngã mạng Là tâm tu la Tu la Muốn hơn Hiểu thắng Họ cũng tu thiện Nhưng muốn hơn Hiểu thắng nên rơi vào cõi tu la nếu như nói khiêm tốn cung kính tu ngũ giới thập thiện là cõi trời cho nên tâm trời là từ bi hỷ xã nhất định không có cống cao ngã mạng chúng ta học cái gì hàng ngày học những cái này mỗi ngày phản tỉnh mỗi ngày xem lại mỗi ngày sửa đổi mỗi ngày tích thiện thiện mới có thể viên mãn lỗi dần dần được tiêu trừ dù cho là bản thân đạt đến thường thiện không ác đây là quả địa như lai cứu cánh vẫn phải tu ngũ giới thập thiện biểu diễn cho chúng sanh chưa giác ngộ thấy đây gọi là đại từ đại bi đây gọi là thừa nguyện tái lai đây gọi là rộng độ chúng sanh vẫn là phải làm cho người khác thấy tận tâm tận lực niệm niệm phải chăm lo người khác cần mẫn tu ba loại bố thí bố thí tài bố thí pháp bố thí vô ý ở trong bố thí vô ý điều quan trọng nhất là có thể khiến tất cả chúng sanh an tâm đạt lý tâm của chúng sanh bất an có sợ hãi bạn có thể giúp họ thân tâm an ổn xa lìa sợ hãi đây gọi là bố thí vô ý Chúng tôi gần đây có xây một niệm Phật đường ở trên núi Cổ Tấn. Niệm Phật đường báo ân. Niệm Phật đường này có 54 liêu phòng. Mỗi liêu phòng ở được hai người, có thể ở 100 người. giúp đỡ đồng tu niệm phật khắp các nơi hoan nghênh mọi người đến bên đó để niệm phật chúng tôi cái đạo tràng này đã xây nhiều phòng như vậy chúng tôi nhất định không bán cũng không cho thuê chúng tôi tiếp đại các nơi nếu như bạn có ngày nghỉ một tuần cũng tốt hai tuần cũng tốt một tháng cũng tốt ba tháng cũng tốt bạn có ngày nghỉ có thể lên trên núi niệm phật trên núi môi trường rất tốt chúng tôi có thiết kế phòng tiếp đãi giúp đỡ đồng tu tại gia chúng tôi ở úc châu xây một đạo tràng Trung tâm đa nguyên văn hóa Tu Quyên Ba, chúng tôi không gọi là chùa, cũng không gọi là viện. Trung tâm đa nguyên văn hóa, đây là đạo tràng xây cho đồng tu xuất gia chúng tôi. Đồng tu xuất gia muốn chân thật tu hành, hoan nghênh. Đến nơi đó để niệm Phật Nghiên cứu giáo lý Đạo tràng của chúng tôi Không có Pháp hội Không có kinh sám Phật sự Thuần tí là Đạo tràng tu học Đạo tràng này Chúng tôi nhất định Làm theo cách thức của ấn tổ núi linh nham tô châu chúng ở trong đây không được phép nhận đệ tử nếu như bạn nhận đệ tử bạn cần phải xuống núi tự lập rời khỏi đạo tràng này Nơi đây chỉ dành để cho đại chúng chuyên tâm tịnh tu. Hoàng pháp lợi sanh. Ở Úc Châu hiện nay có khoảng 7, 8 ngôi tịnh tông học hội. Chúng ta có thể đến các nơi để giảng kinh, dẫn dắt mọi người niệm Phật kinh giảng xong rồi hoặc giả là phật thất tu xong rồi thì trở về tu quin ba để tiến tu đây là tôi hiện nay có một chút năng lực như vậy chăm lo mọi người cho nên niệm niệm phải nghĩ đến đại chúng phải giúp đỡ người khác nếu như có năng lực tôi xây thêm mấy đạo tràng nữa không có năng lực thì xây ít lại chứ tuyệt không miễn cưỡng tuyệt không hóa duyên tôi muốn xây bao nhiêu đạo tràng đi phan duyên khắp nơi vậy là sai rồi tuyệt đối không xin mọi người một xu nào đạo tràng thành tựu một cách tự nhiên vĩnh viễn gìn giữ tâm thanh tịnh tâm bình đẳng đây chính là đạo chào chư vị đồng tu chào mọi người lần trước giảng đến tấn căn ở trong ngủ căng hôm nay chúng ta lại xem tiếp niệm căn dưới đây cổ đức nói ư chánh trợ đạo ức niệm bất vong lời nói này nói không sai phải làm thế nào mới có thể niệm niệm không quên thì niệm của chúng ta mới có căn cho nên ở chỗ này nói tóm lại nhất định phải nhớ kỹ nếu như không có ba môn phía trước thì tính tấn niệm định tuệ đều không có căn từ đó cho thấy tầm quan trọng của ba môn phía trước tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc Không có ba môn phía trước này thì bốn môn phía sau chắc chắn không có. Chúng ta ngày nay tính tấn niệm định tuệ đều không có căn. Nguyên nhân là do chúng ta không có nghiêm túc tu niệm xứ, chánh cần, thần túc. Niệm xứ là thấy rõ Thần túc là buông xả Nếu như không thể thấy rõ Không thể buông xả Thì làm gì có căng Mà thấy rõ buông xả có thể sanh căng Mấu chốt ở chánh cần cũng chính là ở đoạn ác tu thiện thật sự phát tâm đoạn ác tu thiện thì chúng ta tính tấn niệm định tuệ mới có căn niệm căn ư chánh trợ đạo ức niệm bất vong cái mà hai câu nói này nói là nguyên tắc bất kể tu học pháp môn nào nhất định phải có chánh tu có trợ tu pháp môn tịnh tông chánh tu là giống như trong kinh di đà gọi là chấp trì danh hiệu bồ tát đại thế chí nói tịnh niệm tương tục đây là chánh tu của chúng ta sáng tối sáu thời nhất định không quên danh hiệu công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn và trợ tu là đoạn ác tu thiện tích lũy công đức chánh trợ sông tu xưa đây tổ sư đại đức cũng có một cách nói khác nhau chánh tu là chấp trì danh hiệu trợ tu vẫn là chấp trì danh hiệu cách nói này cũng không sai nhưng mà người sơ học chúng ta rất dễ dàng hiểu nó sai đi nguyên nhân gì vậy quả nhiên là một câu phật hiệu niệm đến cùng ở trong tâm một tạp niệm cũng không có đây là chánh trợ đều viên mãn rồi nếu như chưa đạt đến cái công phu này ranh giới của chánh tu vẫn là rất rõ ràng chánh trợ vẫn không có cách gì dung hợp thành một thể chỉ có khi đạt đến hoàn toàn không có tạp niệm thì cái chánh trợ này là một thể cái đạo lý này chúng ta phải biết chỉ sợ điều gì vậy nghe cách nói này của tổ sư rồi chúng ta chỉ nhất tâm niệm phật chứ chẳng quan tâm đến đoạn ác tu thiện nữa vọng tưởng tập khí vẫn cứ hiện tiền rất nhiều việc giúp đỡ người khác không muốn làm đây chính là hiểu sai ý của tổ sư khi chánh trợ thật sự hòa hợp thành một thể rồi Ác đoạn tận rồi Không thể có ác niệm Khởi hiện hành Thiện có tu hay không Thiện nhất định phải tu Thích Cao Môn Ni Phật Nếu như không tu thiện Thì việc gì Phải đến thế gian này để thị hiện Việc gì 49 năm lao nhọc vất giả như vậy vì chúng sanh giảng kinh thuyết pháp là không cần thiết rồi giảng kinh thuyết pháp độ chúng sanh đây là tu thiện từ đó cho thấy khi công đức đạt đến viên mãn rồi đoạn ác tu thiện vẫn không hề từ bỏ trên quả địa như lai còn không bỏ chúng ta ở trên nhân địa đã bỏ mất rồi vì làm sao được sao có thể thành tựu cho nên các đồng tu nhất định phải nhớ kỹ Ác nhất định phải đoạn Hãy đoạn từ trong tâm Khiến ác niệm không sanh Hành vi ác tự nhiên sẽ không còn Phải ở ngay đây mà hạ công phu Thiện Nhất định phải tu phật dạy chúng ta tùy duyên cái này rất hay tùy duyên tức là chúng ta gặp được cơ duyên thì phải làm không gặp được thì không cần cố gắng đi tìm không gặp được tự mình cố đi tìm làm đây gọi là phan duyên đây là chỗ chúng ta phải đem nó phân biệt cho rõ ràng ừ. ý nghĩ đoạn ác tu thiện vĩnh viễn không dứt cho nên gặp được cơ duyên bạn mới chịu nghiêm túc nỗ lực mà làm làm hoàn toàn không nghi hoặc ở tình độ tông chánh đạo mỗi người đều vô cùng hiểu rõ việc trợ đạo thì quá nhiều quá nhiều rồi nói mãi không hết trợ đạo chính là tích lũy công đức số một quá nhiều thì phải cần nắm chắc cương lĩnh cho nên tịnh tông học hội thành lập chúng tôi ở trong duyên khởi đã đưa ra năm khóa mục năm khóa mục này chính là khóa mục cần thiết phải học tập ở trong trợ tu Khóa một thứ nhất Ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ gọi là Tịnh nghiệp Tam Phước Tổng cộng Ba điều Mười một câu Điều thứ nhất Hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp điều thứ hai thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm quy nghi điều thứ ba phát bồ đề tâm thâm tính nhân quả độc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả phải thường xuyên nhớ kỹ thực hiện từng giờ phải làm được khóa một thứ hai là lục hòa kính Kiến hòa đồng giải Ở trong lục hòa kính Chúng ta là phạm phu Chưa có cảnh giới cao như vậy Cách nhìn của chúng ta Đối với vũ trụ Đối với nhân sanh Tất cả người Sự vật đều lấy kinh luận làm tiêu chuẩn chúng ta tu tịnh độ kinh mà chúng ta ngày nay áp dụng là ba kinh tịnh độ kinh vô lượng thọ kinh phật quán vô lượng thọ kinh a di đà lấy những điều mà trong ba kinh này nói làm tiêu chuẩn cách nghĩ cách nhìn của chúng ta đối với tất cả người sự vật phải học tập theo ba kinh này cho nên kinh không chỉ là đọc qua là được đọc xuông không có lợi ích gì đọc phải biết ý nghĩa của nó sau khi ý nghĩa sáng tỏ rồi phải thực hiện vào trong đời sống của chúng ta chúng ta phải đem nó làm cho được thì kinh này mới có lợi ích không làm được như vậy thì có lợi ích gì hành vi ngôn ngữ tạo tác của chúng ta cũng đều tuân thủ theo lời giáo huấn ở trong kinh điển phật dạy chúng ta những việc nào nên làm chúng ta nhất định nghiêm túc nỗ lực mà làm những việc nào không nên làm chúng ta nhất định không được phép vi phạm đây chính là trì giới Chúng ta cứ dựa theo những điều trong kinh đã nói Là đủ rồi Cho nên kinh nhất định phải học cho thật thuộc Khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài Ý nghĩ vừa khởi lên Liền có thể đối chiếu với lời kinh dạy Ta cái ý nghĩ này khởi lên rồi Trong kinh Phật nói Cái ý nghĩ này Có nên khởi lên hay không? Nếu như nói cái ý nghĩa này là bất thiện Là không nên khởi Thì chúng ta dùng một câu a di Đà Phật Dẹp sạch cái ý nghĩ này cái ý nghĩ này là cần nên khởi phải khiến cho loại niệm thiện này niệm niệm tăng trưởng công phu tu hành là dùng ở chỗ này đây mới gọi là thật sự ức niệm bất vong chung sống hòa mục với đại chúng đôi bên tôn trọng lẫn nhau kính yêu lẫn nhau hợp tác lẫn nhau tận tâm tận lực cùng nhau đêm phật pháp phát huy mạnh mẽ rộng độ chúng sanh sự nghiệp phật pháp không phải do một người làm đây là sự nghiệp xã hội là sự nghiệp của toàn thể đại chúng chúng ta nhất định phải hiểu ở trong kinh điển nói với chúng ta một phật ra đời ngàn phật ủng hộ có thể thấy nó không phải là sự nghiệp của một người đây là giống như hát kịch vậy biểu diễn trên sân khấu một phật ra đời thì người này đóng vai chính nhất định còn có rất nhiều vai phụ không có vai phụ thì vở kịch này sẽ không thành người nào đóng vai chính đều xem là duyên phận duyên phận của họ ở đây chính mùi thì chúng ta đề cử họ lên làm chủ chúng ta toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ người làm chủ này là phật những người phối hợp giúp đỡ đó đều là phật phạm phu chúng ta phạm khuyết điểm lớn nhất là người nào cũng muốn vượt lên làm anh cả người nào cũng muốn tranh dẫn đầu thế là hòa hợp tăng đoàn bị phá hoại rồi chúng ta thấy sự thể hiện của thích ca mâu phật thích ca mâu phật đóng vai chính Những chúng xuất gia đó 1.255 người Đóng vai phụ 1.255 người này Người nào cũng là cổ Phật tái lai Giai biểu diễn trên sân khấu Không giống nhau Trên thực tế đều là bình đẳng Họ diễn tuyệt vời biết bao cùng một mục tiêu rộng độ chúng sanh cho nên công đức lớn như nhau không có bên này bên kia không có bên nặng bên nhẹ chúng ta phải hiểu cái đạo lý này ở một khu vực nào đó một người nào đó đặc biệt có duyên với khu vực này Chúng ta bèn đề cử họ ra làm chủ Thuận tiện Thanh Sơn, Malaysia Bên đó có vị cư sĩ đến thăm tôi Ông nói bên đó có một khu đất trống Khoảng 10 mẫu Muốn cúng dường để xây đạo tràng Tôi bèn hỏi Ở trong đồng tu Có gì nào có duyên với Malaysia Có người nói với tôi Pháp duyên của chúng ngộ toàn Ở nơi đó rất tuyệt vời Malaysia Khắp các nơi đều thích chú ấy Tôi bèn nói với chú ấy Tôi bảo chú đi đi Có duyên Thì có thể được trợ giúp tín đồ thích chú ấy muốn giúp chú ấy khi chú làm sẽ dễ dàng không có duyên đến nơi đó nhân sự nơi đó đều đối xử không tốt bạn đi sẽ rất khó khăn tại sao vậy không có người giúp đỡ bạn cho nên chúng ta đề cử phật giáo là dân chủ tự do dân chủ mở cửa là Phật giáo đề xướng trước nhất. Từ xưa đến nay, chấp sự ở trong tùng lâm tự diện Phật giáo. Mỗi một năm, chọn một lần. 30 tháng chạp tổng kết, từ nhiệm, toàn bộ từ chức, tuyển cử mới trở lại. Mồng một tháng giêng chấp sự mới lên nhậm chức. Dân chủ đề cử có một nguyên tắc là duyên phận phải coi trọng cái đạo lý này cho nên phật pháp là pháp không tranh đôi bên nhất định không có tranh luận nó là hòa hợp cho nên lục hòa kính quan trọng biết bao phía sau đó là mục tiêu phương hướng tu học của chúng ta tam học lục độ mười nguyện phổ hiền chúng tôi đưa ra năm khóa mục này để làm trợ tu sinh hoạt hành trì của chúng ta nhất định không làm trái ngược lại năm khóa mục này thật thà niệm phật cầu sanh tịnh độ thì niệm của chúng ta có căn có căn mới có thể sanh ra lực cho nên phía sau nói ngũ lực có căn có lực thì đạo nghiệp mới có thể hoàn thành nếu như căn cũng không có thì chúng ta trong một đời siêng năng khó nhọc Tu học như thế nào đi nữa Cũng không thể có thành tựu Cái đạo lý này chúng ta phải biết Nếu như mình hiện tại Tính tấn niệm định tuệ Đều không có căn Thì chúng ta phải làm giáo dục có căn Khi mất bò mới lo làm chuồng Hiện nay vẫn còn kịp chưa muộn Chỉ cần cố gắng nỗ lực Tốt rồi, hôm nay chỉ dẫn đến đây thôi a di đà Phật Cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ A-gmail.com Người đọc Hạnh Quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật